đấy. Thôi thôi thôi, anh đã bảo rồi. Anh nói rồi, anh với chủ quán ở đây không hòa thuận với nhau đâu. Mình đi hàng khác đi, đi về. Không, phải ở đây cơ. Chị ơi, chị cho anh nghỉ vào nhá. Uống gì? Uống gì cũng được ạ. Anh đứng đây. Anh nói đi. Nói gì nữa? Hôm trước chả móc hết cả ruột gan ra, nói hết rồi còn gì? Hôm đấy là mới nói chung chung thôi, hôm nay phải lãng mạn hơn cơ. Giống như là cái phim mà hôm mình xem ở Gốc Phượng ấy. Ở đây luôn á? Thì chả ở đây. Các cụ bảo rồi, ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Anh đá em ở đây thì phải cầu hôn em ở đây. Nghe cứ sai sai thế nào ấy. Em có chắc là các cụ nhà em nói như thế không? Chứ các cụ nhà anh ấy chưa bao giờ nói như thế đâu. Đi 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 đi, tìm quán khác đẹp hơn. Anh nhét cái nhẫn vào bánh gato cho. Đi. Không. Anh mà không cầu hôn em ở đây á thì em không lấy anh đâu đấy. Em khóc đây. Thôi 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 thôi, thôi. Được rồi, ok ok, được chưa? Của em này. Xin. Chủ quán, cho xin 500 nhạc với cả mấy phút riêng tư đi. Muốn riêng tư ấy, thì đi về nhà. Chỗ người ta kinh doanh buôn bán. Mà cầu hôn, người ta mời bạn mời bè đến chứng kiến. Đây giấu giấu giếm giếm, không thật lòng rồi. Chị bảo anh không thật lòng kìa. Chị phải đứng ở đây làm người chứng kiến cho em. Anh, nói đi. Anh đông nhanh lên. Nhanh lên. Anh sẽ không bao giờ nói yêu em một lần nữa. Bởi vì từ giây phút này anh đã yêu em rồi. Làm vợ anh nhá. Anh nhìn đi đâu đấy? Cầu hôn cái ghế à? Mai ơi, anh sẽ không bao giờ nói anh yêu em nữa. Bởi vì từ giây phút này, trái tim và linh hồn của anh đã thuộc về em rồi. Nhìn anh đi. Làm vợ anh nhá. Em đồng ý. Nhận đâu? Đúng đấy, nhận đâu? Nhận đâu? À, đi đi đi, đi một nhẫn, đi, đi anh mua nhẫn cho. Đi. Lần sau em quay lại trả tiền chị nhá. Thần kinh.